Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020. Một mục tiêu của kế hoạch là tạo một môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu hay thông tin tiêu cực. Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng khi tham gia môi trường mạng, tập trung vào các nhóm đối tượng thường xuyên tham gia và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của các cá nhân tổ chức khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu và tiêu cực. Các hình thức được đưa ra gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi cung cấp sử dụng quản lý thông tin trên mạng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền xây dựng phim tài liệu phóng sự video clip truyện tranh talk show trên nhiều phương tiện truyền thông như truyền hình báo chí mạng xã hội v v nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền phổ biến tới mọi đối tượng trong cộng đồng tuyên truyền vận động quản trị viên các diễn đàn nhóm kính mở trên các mạng xã hội có máy chủ ở nước ngoài các facebooker blogger có nhiều bài viết thu hút sự quan tâm của dư luận nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kỹ năng sử dụng internet an toàn và hiệu quả triển khai việc vận động và hỗ trợ một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên địa bàn thành phố xây dựng mới một số diễn đàn hoặc nâng cấp diễn đàn hiện có đảm bảo thu hút sự quan tâm của đông đảo thành viên cộng đồng tạo ra một môi trường chia sẻ trao đổi thông tin lành mạnh có văn hóa tạo ra một mô hình kiểu mẫu về cung cấp thông tin trên mạng cho cộng đồng